Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu thập huy hiệu của cái hội quán cuối cùng luôn. Đó chính là cái Sidekick Kim này nha các bạn ơi. Đó, hội quán hệ tâm linh. Thì hội quán này nó sẽ có 3 loại huy hiệu thôi. Đó chính là Mars Bed nè, My Bed và Sidekick Bed thôi nha các bạn. Đó. Cái con này, con gì vậy? Con chuồn chùa các bạn ơi, Vairava. Mày nè. Ôi con này hình như tiến hóa lên Flygon thì phải. Đây, mình đã có sẵn một cái Sidekick Bed rồi nè. Ở đây thì mình sẽ bỏ vô cái hộp này luôn nha các bạn. Đó. Chúng ta chỉ còn chờ đợi hai cái huy hiệu nữa thôi là đủ rồi. Và ở đây thì mình sẽ học những cái chiêu chuẩn luôn cho Darkrai nha các bạn ơi. Đó, các bạn comment bảo mình nên học Nightmare với lại học cái chiêu Dark Void. Mình được trước đã quên Dark Void rồi. Chắc khi nào gặp lại Murianer thì mình sẽ học lại cho con Darkrai thay cho Hinoxic nha các bạn ơi. Còn Nightmare thì mình sẽ học thay Shadowborn nha. Đó, cái chiêu này thì nó cũng gây sát thương cho Pokemon khi mà nó chìm trong giấc ngủ đó. Mình sẽ tiến hành thử cái combo của Darkrai nha các bạn ơi. Đó, thử lên cái em Electrai đi. Đầu tiên là ru ngủ nó nè. Ok, sau khi ru ngủ xong thì mình sẽ xài luôn chiêu Nightmare nha các bạn ơi. Xài Nightmare thử nè. Ồ, ngon lành. Đó, nó có tác dụng rồi đó. Cái chiêu này nó sẽ cấu 25% máu của đối phương khi mà nó ngủ nha các bạn. Ôi, ngon lành cành đào. Cộng với cái nội tại của Darkrai nữa, nó cũng cấu máu theo luôn. Nói chung là nó cũng khá là tiện đó. Mình xài song song hai chiêu luôn. Chiêu này với lại Remitter là quá tuyệt vời luôn đó các bạn ơi. Mày nè. Ồ, ngon lành liền. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô đánh hội quán hệ tâm linh thôi các bạn ạ. Để mình chọn cái đội hình Pokemon thích hợp cái đã. Rồi và đây là đội hình Pokemon mình đã chọn nha các bạn ơi. Đó, gồm có Hoopa nè, Aceus hệ bóng tối, Darkrai, Genesect vì nó có mang hệ bọ và hai con Raiden và Kyogre mình mang theo để mà cho nó cùng tăng kinh nghiệm đó các bạn ơi. Trước tiên thì mình sẽ dùng cái bình này để mà giải phóng sức mạnh cho Hoopa nha các bạn. Mày nè. Ồ, siêu bự luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô thách đấu luôn nha. Ui, hy vọng là làm được trò trống gì đó. Mình cầm theo mấy em Pokemon này cảm giác nó yếu yếu thế nào các anh em à. Rồi, mình sẽ đi vô luôn nha. Wow. Thì cái hội quán này á, nó có hình y chang một cái con quay vậy các bạn à. Đây. Ồ, siêu tròn luôn. Để mình đi một vòng với các bạn coi nè. Trước tiên là đi một vòng cái đã. Ui, y chang một con quay luôn anh em ơi. Với lại á, khi mà khám phá cái hội quán này thì các bạn rất là dễ bị chóng mặt đó. Hy vọng là anh em không sao. Ở đây thì mình sẽ cầm theo một cái lọ nước nha. Để mà tí á, chúng ta mò không được đường thì mình sẽ đổ nước đi cho nó dễ hơn. Rồi, hội quán này nó cũng có hai em Raiden làm biểu tượng nữa nè các bạn ơi. Ở đây có một người giới thiệu nè, Larentia. Ok, đi vô luôn nha các bạn ơi. Mình không biết đi đường nào đây. Ok, cứ đi đại bên đây trước cái đã. Ủa, rất là khó đi luôn các bạn ơi. Đây, qua được cái ông đầu tiên rồi nè. Trời đất ơi, kinh khủng. À, đây là trainer nữ chứ ha. Đây các bạn. Ồ, hội quán tâm linh. Tầng 1 thì chúng ta chỉ có hai trainer thôi. Ok, đấu luôn nào. Mình sẽ xài chiêu hệ ma trước nha. Mày nè, Medicham. Một con anh em ơi, hai con luôn. Ui, gọn vãi. Wow, mình được rất là nhiều kinh nghiệm luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua thách đấu với cái trainer còn lại luôn nha. Hy vọng là mình đi đúng đường các bạn ơi. Mò đường rất là khó chịu luôn đó. Hồi được mình chơi, mình đi thách đấu hồi quán này mình khá là chóng mặt luôn đó. Ồ, đi đường bên này mới đúng các bạn ơi. Ồ, qua tới rồi nè. Ui, kinh khủng vãi. À, chúng ta gặp con Rumbit nè. Cái con heo lò xo anh em ơi. Nhìn cái đuôi nó quắn quắn lại nè. Xịn vãi. Vẫn tiếp tục xài chiêu hệ ma. Đó. Ui, Metagross với tôi hả. Ôi không sao anh em ơi. Mình xài chiêu Dark Pool luôn nha. Chết queo nó luôn rồi. Lần này chúng ta gặp cái con Sigilip. Ui, con này cũng là Pokemon hệ tâm linh khá là ghê gớm đó. Mình vẫn tiếp tục xài chiêu hệ ma nha. Ui không được rồi. Chắc mình chuyển sang chiêu. Ui, nó làm mình bị tê nữa các bạn ơi. Mình sẽ xài luôn cái chiêu Hyper Base Fury này nha. Ui, ui, nó cấu máu mình kinh vậy.
Rồi đi lên thôi các bạn à. Đây, ở đây chúng ta sẽ theo dòng nước để mà đi lên nha. Ồ, đi lên nè. Tầng này cũng có hai trainer các bạn ơi. Đi qua bên đây trước thử coi. Ui, kinh khủng chưa? Đã với trainer đầu tiên rồi nè. Ồ, hơn là mình mò đúng đường đó các bạn ơi. Chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, không có còn lạ lẫm nữa. Ui, con Sato mạnh vậy. Không, cái lúc đó là do cái con hụt ba của mình nó đã bị yếu máu rồi. Sa tu với tôi nè, chết queo. Slowking với tôi hả, cũng chết queo luôn. Ô, lần này chúng ta gặp con Yuno các bạn ơi. Con này nó có hai mươi mấy dạng lận. Ồ, mình cũng đã bắt được hết tất cả các dạng của nó rồi đó. Kinh khủng lắm. Rồi, thì chắc bây giờ mình sẽ đi ra thôi nha các bạn. Theo mình đoán sẽ là đi đường này đó. Đúng rồi, đi đường này nè. Ok, nó vòng qua đủ kiểu hết các bạn ơi. Kinh khủng quá. Và chúng ta có một đường để vòng lên trên đây nữa. Rồi, trước mình mà nha con. Ôi, con Hypno hả? Hình như nó vẫn còn model cũ đó các bạn. Đây là Galit. Galay. Ui, mạnh vậy. Ui, không ổn rồi. Để mình ru ngủ nó nha các bạn. Hai no shit mày nè. Ok, nó đã ngủ rồi các bạn ơi. Hay quá. Đó, mình sẽ ăn giấc mơ của nó nha. Mày nè con, ăn giấc mơ liền. Ui, cái nội tại nó cũng là mất máu nữa. Quá mạnh luôn. Rim Eater nè. Mày nè. Một em. Con gì đây? Executor. Cây dừa lụng thịt à. Chúng ta sẽ ru ngủ nó tiếp. Ru ngủ không được. Ôi, ngậm luôn em đất rai của tôi rồi. Trời ơi. Mày nè. Trời đất ơi. Ngậm hết ba em Pokemon luôn rồi. Rồi, để bây giờ mình tiếp tục tìm đường để đi lên trên nha các bạn ơi. Mình nghĩ là mình phải đi quay trở lại quá. Đây, quay trở lại đây trước nè. Nó dẫn mình qua bên này đúng không? Bên này dẫn đi đâu đây? Đúng rồi. Ôi, đường lên bậc thang đây các bạn ơi. Wow, tìm khổ vãi. Ui, lên đây chúng ta lại tiếp tục đi thách đấu với những trainer nữa các bạn ơi. Rồi, đi theo hướng nước thôi nè. Nó đang tiếp tục dẫn mình đi đâu đây nè. Đây, 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 có hướng đi rồi các bạn ơi. Có đi qua được cái ông này không? Ôi, cuối cùng cũng tìm được ổng các bạn ơi. Wow, đúng là cái hội quán hệ tâm linh. Đi nó khổ vãi chưởng ạ. Mình sẽ xài chiêu hệ ma nha các bạn. Si deep với tôi nè. Còn gì nữa đây? Slowking, nhìn dễ thương với bạn. Ui, nó còn một chấm máu kìa. Ui, nó dứt luôn con ma shadow của mình rồi. Gì ghê vậy? Race by play. Ui, hên quá. Radon chưa hẹo các bạn ơi. Mày nè, cho mày hẹo đi. Mình sẽ đổi qua cái mon nha các bạn. Đổi qua con Sonic liền. Chúng ta đang đấu với Delphos đó các bạn ơi. Con này Moonblast mày nè. Ui, không xin nha nó rồi. Ôi, không được, không được. Mình sẽ chuyển qua con gì nhờ? Tiger thử đi. Tiger của mình khắc hệ với nó mà. Hên quá, nó đánh mình có xíu máu thôi. Muddy Water. Ôi, xài không được. Hên quá, cung cấu của nó khá là nhiều máu đó. Mày nè, ngẫm củ tỏi nó liền. Ui, lần này mình gặp cái con Medicham các bạn à. Để mình đổi Pokemon mới được. Đổi qua lại Sonic nè. Ui, đánh đào quá vậy. Moonblast nè con. Ngẫm củ tỏi liền. Thế là đã xong cái ông trainer đầu tiên rồi nha các bạn ơi. Ui, đường đi khó phải chưởng ạ. Đây, rồi đất ơi. Gặp ông trainer thứ hai rồi các bạn ơi. Để coi thử tầng này có mấy ông trainer nha. Ui, cái tầng mình đang đứng có ba trainer lận. Ui, nó đi nó hơi bị khó khăn một xíu. Rồi, đầu tiên để mình xử cái con Rumpit này trước đi. Trầu quá vậy. Hên quá các bạn ơi. Moonlight mày tiếp nè. Ôi, ông này chỉ có một con Pokemon thôi. Rất là đơn giản luôn. Thôi, mình đi tìm đường đi qua cái ông trainer thứ ba nhưng mà nó mệt quá các bạn ơi.
nên chắc mình sẽ đi thách đấu với chủ hội quán luôn. Trời ơi, nó mệt vãi cái trưởng ạ. À. Ôi, lờ đấu với chủ hội quán luôn các bạn ơi. Kinh khủng. Quán này nó chóng mặt vãi trưởng các bạn ơi. Rồi lần này thì mình sẽ đổi qua em gì đây ta? Đổi qua Mewtwo thử đi. Không, đổi qua Nihiligo thử luôn đi. Đầu tiên thì mình sẽ cho Nigroma ra trước nha các bạn. Rồi, hy vọng là ổn. Lần đầu chúng ta sẽ đấu với con Sunrock nè. Trời ơi, đá mặt trời. Chơi nó luôn nào. Ultra Nigroma. Ôi, nó bự kinh khủng chưa kìa các bạn. Ồ, may nè con, ngậm củ tỏi một em. Nè, Light Dash Burn the Case. Ôi, chưa chết được cái em Mr. Mai này luôn. Đâu vậy? Ui, nó hấp thụ cái gì đó các bạn ơi. Mạnh vậy. Buồn cái ít beam tiếp tục. Phát nữa nè. Trời ơi, hạ liên tục luôn các bạn. Đã vậy. Hình như là em cuối cùng rồi. Và chúng ta đã giành được chiến thắng. Học được luôn hai robot nè. Ok, thì mình sẽ thay cái chiêu múp đi water này nha các bạn ơi. Đó. Ui, và mình đã đạt được huy hiệu Max rồi nè các bạn ơi. Được thêm cái chiêu Telekinesis nữa nè các bạn. Ui, ngon vãi. Hên quá chúng ta không có bị trùng lặp huy hiệu nè. Hai cái huy hiệu hội quán hệ tâm linh rồi nha. Bây giờ chỉ còn cái My Bet, cái huy hiệu hình trái tim này nữa là mình sẽ đủ hết tất cả các loại huy hiệu mà có thể đánh từ chủ hội quán đó các bạn à. Ngon lành liền. Wow. Để mình đi thách đấu với cái hội quán hệ tâm linh thứ ba này luôn nha các bạn ơi. Cái hội quán thứ hai á thì mình khá là xui. Đó, mình được cái Psychic Pet và cái này mình đã có rồi nè. Trời, kiếm cái My Bet thôi mà nó khó vãi. Rồi, đi đấu với cái hội quán thứ ba luôn nè. Hy vọng lần này chúng ta sẽ không bị trùng lặp huy hiệu nữa nha. Ok, đi làm thiệt là nhanh luôn. Cái này mình đã quen rồi mà. Đó, ống đầu tiên. Bronzong. Bronzong nè, ngẫm củ tỏi. Hôm nay chỉ có một con Pokemon thôi. Quá đơn giản các bạn ơi. Mình sẽ đi qua với cái ông thứ hai nha. Đây, ông thứ hai. À, Son Rock hả? Son Rock nè, ngẫm luôn. Satu. Ngẫm củ tỏi luôn. Ông này thì có hai con Pokemon thôi. Ôi dễ vãi. Rồi tiếp tục đi nào các bạn. Đấu ông này trước nè. Hấp dẫn hấp dẫn. Đây. Sigilip. Tiếp theo là Claydol các bạn ơi. Claydol cũng ngẫm luôn. Ui quá dễ luôn. Rồi để bây giờ mình quay trở lại coi. Đó. Chúng ta sẽ đi cái đường khác các bạn à. Rồi để bây giờ mình đấu với ông trainer này nha các bạn ơi. Để mình kiếm đường đi cái đã. Ôi ôi, giấu kỹ vậy. Starmie các bạn à. Sao biển. Một em. Gardevoir. Gardevoir ngẫm luôn. Bronzong. Ui con này trâu vậy. Hên quá, nó không làm mất máu Machado của mình rồi. Bronzong. Ồ, tiếp theo mình gặp cái con Delphos nè. Delphos cũng ngẫm luôn. Hôm nay thì được 4 Pokemon luôn đó. Xịn vãi. Rồi để bây giờ mình kiếm cái đường đi vô lên trên nha các bạn. Quá quen đường đi rồi nên chúng ta đi rất là dễ thôi. Để bây giờ đi qua cái ông trainer trước mặt thôi nha các bạn. Đây, ông này thì mình tìm được đường nè. Chứ cái ông chỗ cửa đó thì không có được đâu. Đây, Satu. Satu ngẫm một em. Rumbit ngẫm hai em. Ngon lành. Rồi, sau khi đấu xong ông trainer đó thì mình sẽ đi về nha các bạn. Ồ, tìm đường về tiếp thôi. Hên là mang cái xô nước đó, không là tan rồi. Ui, không phải đi đường này. Đi đường chỗ này mới đúng nè các bạn ơi. Ồ, đi đường chỗ này mới đúng nè. Rồi, đi tiếp nào. Đây, đi bên này. Trời ơi, tôi có kinh nghiệm rồi mà. Đúng bên rồi nè. Đây, nước chảy vô cái ông trainer rồi các bạn ơi. Ok, Claydol hả? Ngẫm củ tỏi. Starmie nè, hai em. Còn em nào nữa không? Ôi, hai con Starmie luôn. Hôm nay lấy đâu ra mà nhiều quá vậy? Oh, chỉ có ba con Pokemon thôi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vòng cái đường ngoài sau này nha. Đây là đường dẫn tới cái chỗ chủ hội quán hay tâm linh đó các bạn.
Ông này thiết kế chỗ hơi bị khó khăn luôn. Đúng là hệ tâm linh. Đi cái này rất là dễ bị chóng mặt luôn đó. Ok, lên trên thách đấu chủ hội quán luôn thôi các bạn ơi. Đây, ổng đây. Lại gặp ổng, chủ hội quán hệ tâm linh. Trời ơi, ổng đeo ba cái vòng gì ở bên mỗi cánh tay đó các bạn ơi. Nhìn ghê với chưởng. Rồi, đấu ổng luôn nè. Galit. Em đầu tiên, ngẫm liền. Wow. Mình học được Nasty Plot, nhưng mà mình sẽ không thay đâu. À, để chắc mình kiếm Murilaner để mà học Dark Void thay cho hai Noxic nha các bạn. À, Exeguter. Lại cái con này. Ui, không chết được nó rồi, nó trâu quá. Wow, nó cho Mashadow của mình ngẫm luôn. Ai beam này nè con. Thôi thôi thôi, đổ một chiều là được rồi, giờ chuyển qua Hoopa các bạn ơi. Medicham. À, Medicham. Cái chiêu này nó thi chuyển hơi bị lâu các bạn. Ồ, nhưng mà rất là mạnh luôn đó. Phantom Force tiếp tục. Đó, thi chuyển rất là lâu luôn. Trời ơi, nhưng mà mạnh vãi chưởng hả. Claydon. Claydon nè, ngậm củ tỏi liền. Rumbit. Tiếp tục thi triển cái chiêu này tiếp các bạn ơi, mạnh vậy. Ôi, và chúng ta đã được cái My Bad rồi nè. Cái hiệu cuối cùng mà mình có thể đạt được từ các chủ hội quán nha các bạn. Đó. Nói chung nó còn rất là nhiều loại huy hiệu khác nữa, nhưng mà mình không có thể đạt được các bạn ơi. Như Blend Bad nè, Fort Bad nè, đó, Balance Bad nè. Đây là hội quán hệ thường đó bạn. Nhưng mà chúng ta không có thể đạt được, tại vì nó đâu có những cái hội quán đó trong Big Simon đâu. Nói chung là nhóm tác giả chưa có cập nhật đó. Và đây chính là ba huy hiệu của hội quán hệ tâm linh, hội quán cuối cùng mà mình chưa đánh bại hết trong Big Simon nha. Ok, bây giờ là đủ tất cả các loại huy hiệu rồi bạn ơi. Chuyên tâm vào việc đi tìm Legendary thôi, cũng như là các Pokemon huyền ảo và vị thần bảo hộ Tapu nha các bạn. Trời đất ơi. Ok. Ấy, chết rồi, hồi nãy mình quên múc nước ra các bạn ơi. Trời ơi, có lỗi phải chưởng ạ. Thôi để mình đi qua chỗ này mình múc nước lại nha. Trời ơi, tự nhiên đổ nước trong hội quán nha người ta. Rồi quên múc ra luôn. Ok, rồi mình sẽ cất lại hết nha các bạn ơi. Bên này có một con Dustrio nè, để mình xử nó luôn. Biết đâu mình lại được một cái viên kẹo Ray Candy. Kẹo đó nó lợi các bạn ơi. Mày nè. Trời ơi, đúng nè, nó ra nguyên kẹo luôn. Ui, Raudon của mình cấp 86 rồi. Mình sẽ cho nó lên cấp luôn nha. Lên cấp 87 nè. Xịn so liền. Để bây giờ mình chuyển cái đội hình Pokemon thích hợp cái đã. Mấy em cấp 100 để mình cho đi vô đây nó, cho nó ngủ hết đi. Ui, đây rồi. Murilaner nè các bạn ơi. Ơi, mình đang coi thử có em Legendary nào xuất hiện không. Mà còn mười mấy phút nữa lận. Ai về gặp được ông Murilaner này luôn các bạn à. Giờ mình sẽ học lại chiêu cho Darkrai nha các bạn ơi. Mình sẽ học Dark Void cho nó nha, để mà thay Hinoxic nè. Đó. Ok, vậy là đủ cái combo chuẩn của nó rồi nè. Dark Void, Dark Punch, Nightmare và Remitter nha các bạn. Ui, ngon lành cành đào liền. Để coi thử có học chiêu nào mới cho Groudon được không ta. Chúng ta có thể học được Earthquake nè. Earthquake thì mạnh hơn Earthpower, mà thôi kệ. Ôi, trời nó đang mưa các bạn ơi. Và hiện tại mình đang treo máy tại cái vùng Forest Hill nha. Đây là vùng sẽ xuất hiện mấy em thánh kiếm sĩ đó các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng treo máy một tí coi có em nào chịu xuất hiện không. Nãy giờ treo máy rất là lâu rồi đó, nhưng mà vẫn chưa có động tĩnh gì anh em à. Ui, lâu quá vậy, lâu quá vậy, chưa chịu xuất hiện luôn. Ui, và đây rồi các bạn ơi. Đây, Legendary Koopalion đã chịu xuất hiện rồi nha. Và mình sẽ cầm cái con Scissor ra coi. Đó, tại vì Scissor của mình có chiêu Fawn Whip mà. Sẵn tiện thì mình sẽ kêu Raudon cho nó tắt mưa đi. Mưa gió không à. Đây, em Koopalion của chúng ta đây các bạn ơi. Ôi, và đây chính là thủ lĩnh của tứ đại thánh kiếm sĩ đó các bạn. Koopalion. Con này thì nó mang hệ thép với lại hệ giác đấu đó, nên là mình dùng cái chiêu Fawn Whip nó sẽ rất là yếu luôn. Hơi khổ nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng các bạn ơi, phải kiên trì lên mới được. Các bạn thấy không, Fawn Whip của mình nó cấu được có một xíu máu thôi. Mặc dù là Scissor của mình nó level 100 rồi đó. Rồi, mình sẽ cố gắng.
Phone Whip tiếp tục cho nó xuống một máu nha các bạn ơi. Ui nó liên tục boost cái gì đó. Cái chiêu boost này nó quen thuộc ha. Nó sẽ được boost hai lần đó các bạn ơi. Đó. Mình thấy cái hiệu ứng này nó quen lắm rồi. Ui và nó đánh lại mình kìa. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Mình sẽ Phone Whip tiếp tục nha. Không ngại không ngại. Ui nó vẫn còn nhiều máu quá kìa. Mình sẽ cấu nó xuống một máu luôn. Rồi bây giờ mới bắt bằng Dustborn nha các bạn. Mình sẽ thử trước bằng ba quả Dustborn nha. Nếu mà không được thì mình sẽ tiến hành dùng luôn Tamerborn nha các bạn ơi. Rồi tiếp tục là quả Dustborn thứ hai nha. Ôi con này hấp dẫn ta. Nhìn nó khá là bự đó. Không biết kích thước thật của nó là như thế nào đây. Ồ nó lại boost cái gì đó. Rồi mình sẽ quăng luôn cái quả Dustborn thứ ba nha các bạn ơi. Đây, đây chính là quả Dustborn thứ ba. Nếu mà không thành công nữa thì tôi sẽ dùng luôn Tamerborn vậy. Ui không thành công rồi bạn ơi. Nó ép mình phải dùng Tamerborn rồi. Đây, quăng thêm Tamerborn nào. Ui, boost gì liên tục vậy? Tamerborn. Nếu mà các bạn đã quăng maximum 11 quả Tamerborn á thì cái độ boost nó sẽ lên là 4 chấm nha các bạn. Đó, rất là kinh khủng luôn. Ok, có cái em quả nó muốn thách đấu mình kìa. Nhảy lên ta lung tung. Rồi, tiếp tục là Tamerborn nha các bạn ơi. Nãy giờ mình dùng cũng khá là nhiều Tamerborn rồi đó. Trời ơi, nhưng mà nó vẫn chưa chịu khuất phục. Cái con này nó lì vải chưởng hả? Đó, nãy giờ mình dùng hết 6 quả rồi. Đây là quả thứ 7 nè các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Tamerborn vẫn không thành công luôn. Cho qua quả thứ 8 đi. Đó, maximum 11 quả lần mà. Cứ thoải mái các bạn ơi. Khi mà các bạn sử dụng đủ hết 11 quả Tamerborn á thì nó sẽ không cộng effect nữa. Ui, thành công rồi kìa. Ngon vãi. Ồ, em quả này thách đấu tôi nãy giờ nè. Ngậm củ tỏi liền. Ngon lành. Rồi, để mình coi thử cái em Cobalion này nha các bạn ơi. Để mình tới cái chỗ nào trống trống cái đã. Chỗ này đi, chỗ này trống nè. Lấy Cobalion ra. Ôi trời, nó cũng mưa luôn rồi. Mình lại phải tắt mưa thôi. Có em Grounded ở đây mà. Tắt mưa đó thôi các bạn ơi. Đó, ngon lành chưa. Rồi, mưa nó đã tắt rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị mấy cái quả bóng nó đầy đủ cái đã. Ồ, mình có mang rất là nhiều bóng luôn. Cái số này mình chế tạo đó các bạn ơi. Trời ơi, với lại mua nữa. Nói chung là tiền cũng như là mấy cái khoáng sản, nguyên vật liệu ở trong đây mình có rất là nhiều luôn đó. Rồi để mình cất em Scissor vô nè các bạn ơi. Đó và lấy luôn Cobalion ra nha. Đó, thủ lĩnh của tứ đại thánh kiếm sĩ đó các bạn ơi. Sẵn tiện lấy luôn kẹo dẻo ra nè. Đây kẹo dẻo của tôi. Ngon lành. Ui, hiện tại thì mình chỉ có được tam đại thánh kiếm sĩ thôi. Còn thiếu cái con Terrakion nữa các bạn ơi. Ồ, nhìn xịn chưa. Rồi, hôm nay bắt được thủ lĩnh rồi các bạn ơi. Nó cũng chưa có được các cái chiêu chuẩn lắm ha. Có được mỗi cái chiêu Witch God thôi. Đó, chiêu bảo vệ nhanh đó các bạn ơi. Nhưng cũng được thôi, không có vấn đề gì cả. Ôi, kích thước của mấy con này là huge. Ui. Và chỉ cái con thủ lĩnh thánh kiếm sĩ này là kích thước chuẩn thôi các bạn à. Ok, còn kẹo dẻo là kích thước gì vậy? Nhìn nó khá là nhỏ ha. Ui, kẹo dẻo là kích thước huge rồi đó các bạn ơi. Kích thước lớn rồi. Ồ, đây chúng ta có thể đọc thêm một vài thông tin về em thủ lĩnh này nè. Wow, nó mang trái tim thép. Kinh dơ. Trái tim của thép các bạn ơi. Hấp dẫn vãi. Đây, phía xa xa có một ông trainer nè các bạn ơi. Ông tiến sĩ, ông này mới cấp 83 thôi. Nãy giờ thì mình vẫn quanh quẩn tại cái vùng Extreme Hill để mà tìm Mori Lerner đó, nhưng mà chưa thấy. Lâu lắm rồi luôn đó. Tự nhiên đầu game á gặp cái ông Mori Lerner rồi bây giờ hết gặp nữa luôn. Ác vậy chưởng ạ. À, Kabutop hả? Cho mày thử cái chiêu này thử coi. Ui hồng xì nhà nó rồi. Chắc mình sẽ chuyển qua Kyogre nha các bạn ơi. Kyogre của mình nó sẽ khắc hệ với lại Kabutop này đó. Trời ơi mày xác định rồi nhen. Chạy đi đâu. Ui Kyogre của mình đã đạt được cấp 85 rồi đó các bạn ơi. Nãy giờ mình đi luyện cấp thôi đó. Nhưng mà nó lên vãi cái chưởng ạ. Wow, hấp dẫn chưa kìa. Origin Bull. À, hút cái gì của tôi. Mày nè, chết quẹo một em.
Kabuto nữa nè. Hai em luôn. Đây 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 các bạn ơi, Murilander đây nè. Cuối cùng cũng gặp được ổng lần thứ hai trong tập ngày hôm nay luôn rồi đó. Để mình nhốt ổng xuống đây trước nha. Aya phải lấy cái Cobblestone ra để mà nhốt ổng lại mới được. Ui, chạy đi đâu vậy? Cái ông này tính đào tẩu hả? Mình sẽ nhốt ổng xuống dưới luôn nha các bạn ơi. Đó, nhốt ổng xuống dưới. Rồi mình sẽ khóa cho này lại nha. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị các Pokemon để học lại chiêu nha các bạn ơi. Đó, ngon lành cành đào liền. Thì mình sẽ lấy cái con Cobalion của mình ra. Ui, cái em Kyogre này chắc cũng không có cần học chiêu đâu ha. Như vậy là đủ lắm rồi. Em Melmetal cũng vậy luôn các bạn ơi. Rồi, lấy Cobalion ra nào. Cobalion. Mình có nên lấy kẹo dẻo đâu không ta? Để học chiêu cho Cobalion trước cái đã. Rồi, học chiêu cho Cobalion nào các bạn ơi. Đây, trước tiên thì mình sẽ học cho nó cái Sacred Sword này nha. Thanh gươm cảm tử. Và học cho nó cái Claw Combat này luôn nha các bạn ơi. Ok. Và một cái chiêu nửa hệ thép, đó chính là Iron Head nha. Mình thấy Iron Head nó mạnh hơn Metal Claw, nhưng mình sẽ học. Sau này thì mình sẽ thay Iron Head bằng Flash Cannon nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ học cho kẹo dẻo luôn nha. Mình sẽ học Claw Combat cho kẹo dẻo để mà thay cái chiêu Sacred Sword. Đó, tại vì nó có Sacred Sword rồi, không có thêm Sacred Sword làm gì nữa đâu. Trời ơi, hai cái chiêu như nhau đọc muốn lẹo cái lưỡi luôn à. Rồi thì sau một hồi suy xét rất là kỹ luôn rồi, thì mình sẽ học cái chiêu Shadow Ball cho Darkrai nha các bạn ơi. Tại vì cái chiêu Nightmare này nó cũng không có được xịn sò cho lắm, tại vì chúng ta đã có Dream Eater rồi. Đó, chiêu này nó đã ăn giấc mơ rồi, nó cũng đã tấn công các Pokemon trong lúc ngủ rồi. Có Nightmare vào thêm thì nó cũng không có cái tác dụng gì các bạn ơi. Mặc dù Nightmare thì nó sẽ gây sát thương là 25% máu của đối phương trong mỗi tên nha các bạn. Thôi kệ đi, mình sẽ thay Shadow Ball luôn nha. Mình nghĩ là Rim Eater cũng như là cái ability của cái con Darkrai này á là nó đủ khỏe lắm rồi. Đó, Darkrai siêu xịn luôn anh em ơi. Ok, Dark Void nè. Đó, test một phát anh em à. Rồi, hình như khi đánh nó mình sẽ bị phản đam thì phải. Rim Eater một phát chết queo luôn, con này máu ít quá. Rồi, nói chung là combo như vậy nha các bạn ơi. Shadow Ball, Dark Void, Dark Pool cũng như là Rim Eater nha các bạn. Đây là combo khá là chuẩn cho nó rồi đó. Mình không có còn Nightmare đâu, có Rim Eater thôi mà. Ok, quá xịn sò luôn. Thì với con Darkrai này thì mình sẽ cộng full special attack cho nó nha các bạn ơi. Đó, nó thuần về tấn công đặc biệt mà, chứ nó đâu có liên quan gì tới tấn công thường đâu. Nên là nó trừ attack nó cũng không có ảnh hưởng gì tới mình cả. Hôm nay quả thực rất là may mắn luôn đó các bạn ơi. Trời ơi, vừa chinh phục xong hội quán hệ tâm linh, vừa thu phục được thủ lĩnh của thánh kiếm sĩ đó là Cobalion nữa. Mình cũng đã học các cái chiêu chuẩn cho nó rồi nè. Và có khá là nhiều bạn thắc mắc về Sunny Day và Randen, thì mình sẽ để lại ý kiến của mình cho các bạn hiểu rõ thêm về hai kỹ năng này ở dưới phần bình luận của video này nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.